này bột cao cao su. Ông nội này bột gạo mà cứ đá hoài. Bột đậu xanh đủ. Nước đổ 30 lít. 250g nước đổ vô lò. Tương ớt để vô. Cái gì? Nước rửa chén. Tiếp. Cái này là gì? Chết mà nhỏ chết vô báo. Giả vô nhỏ đi. Hướng dẫn sử dụng nè. Nè. Bước 1 đạt 1 bước. Tấn. Bước 2. Bước 2 mình để 200 bước. Tấn. Bỏ vô 2 muỗng nước giữa chén. Ép đẹp cái gì? Ép dẹp trái chuối. Trời ơi trời. Ý rồi đụng 1 cái ép vào vô. Cho 1 trái chuối vô. Đủ 7 cái rồi mấy để chúng bột nó vào trâu ép ép dữ ơi kêu đó mỗi đường rồi để thêm miếng nước chỉ chén từ từ để lên cái làm cái chiên vậy bây giờ mình để vô xe vú một miếng đựng. Up. Thank you.